sau cộng vậy rồi xong rồi nhắc làm hai ra. Lật đầu thì giỏi chứ. Ôm chị Mùi. Đặt cho ngon lên, chút nấu xong canh cho thiệt ngon ăn nha. Con ở đây. Cái đó không có, bỏ. Chị Mũi đang làm gì đó? Lặt rau. Lặt rau để làm gì? Lặt rau đó rồi chưa mẹ? Lặt chưa? Để máu đi vào bánh gì không?